quét hết cả lên nữa này, nhìn này. Đấy. Hộp sữa này, hộp xiếc này quét luôn này. Quét hết xuống đây. Đấy, nó hất xuống nó bay đất đấy. Rồi. Vào đi em ơi. Ôi trời ơi. Thấy mạnh như không có nhà rồi. Có. Nhìn thấy cái đống xoong lội đoán là có. Đúng rồi, có. Ừ. Anh Mạnh ơi. Trời. Anh hôm đầu tiên về ở thế nào rồi? Thấy ở nhà có thích hơn ở viện không? Thích hơn hả? Thế ngồi ok, biết mời đấy nhỉ. Ok. Thế em bảo là ở nhà là ăn uống chịu khó giữ vệ sinh sạch sẽ, không vứt lung tung nhá. Thế không đốt điếc hàng xóm mà người ta phản ánh này em lại đưa vào viện đấy. Nhá. Nghe tiếng không? Ok không? Để cho hộp sữa uống này, cho ngọt giọng trả lời cho nó bon. Đó. Trả lời cán bộ như thế là hơi chậm nhé, uống xong thấy mồm nó trơn hơn là trả lời anh hơn nhé. Đó. Ok không? Đó. Chiến đây. Ít hôm hết slow motion được. Ngon không? Thế được rồi, tốt. Cái gì đây? Nước lọc. Lại có ý rồi, lại đốt rồi. Lại bật lửa đâu? Bật lửa đâu? Đưa một bật lửa nào. Bật lửa đâu? Bật lửa đâu rồi? Đưa đây. Đưa một bật lửa xem nào, nhanh. Khẩn trương. Đưa bật lửa. Hả? Hết đến ga. Hết tác dụng, hết ga rồi. Mai mà em về mà thấy cái đống giò đây là em cho đi viện đấy. Và cái đây là cơm chú Quý mang sang đây à? Không ăn, không ăn tí nào à? Ăn chưa? Thiêu rồi à? À không ăn được à? Thế đổ đi. Thế chú mang sang từ bao giờ? Hôm qua. Hôm qua à? Sao không ăn lại để thiêu ấy? Hả? Hả? Hôm qua mang sang sao không ăn lại để thiêu đấy? Không ăn được. Không ăn được á? Thế anh thích ăn món gì? Ốm. Ốm hả? Để ốm. Anh thích ăn cay à? Sao nhiều ớt thế? Có thích ăn cay không? Nói trả lời nhanh như thế nào. Có ăn cay không? Hả? Hả? Nè, ăn bánh mì. Đấy, ăn đi. Ăn bánh mì đi. Béo tốt. Ăn bánh mì đi. Nhanh lên, ok. Đúng rồi. Đấy, vừa ăn vừa uống ấy. Anh mà ăn uống không cẩn thận vớ vẩn em cho vào viện. Cá là sợ à, chắc là cũng ông Mạnh này ông không ăn được cá vì cá này là cá rô. Cá rô nó nhiều xương. Nhiều xương. Hóc hả? Không ăn được sợ hóc hả? Hóc hả? Ừ. Thế để em bảo cô lấy lấu cho anh cái ấy nhá, cái thịt băm nhá. Được thịt băm. Thế từ hôm qua giờ ăn gì chưa? Hả? Nãy ăn có bánh trưng rồi. À, bánh trưng rồi thì. Thế được. Có thể em bảo cô mấy chú Quý lấu mì với cả ăn những đồ mềm thôi đúng không? Cá kiếc nó hóc. Thế cũng biết đi. Biết ăn uống, biết lựa chọn đấy. Đơn giản đâu. Dạ. Có biết ăn ngon mặc đẹp không? Có thích ăn ngon mặc đẹp không? Ở ngoài kia là tiểu yêu nó đang sắm cho mấy bộ quần áo tí mang vào. Hả?
sợ to là mặc Quần áo của Tiểu Yêu thì có thể thủng đít nhưng mà quần áo cho anh Bệnh là nó phải mới. nó phải mới luôn đi, mới chưa mặc đấy. Chưa mặc luôn. Mới mua. Anh thích quần áo mới không? Hả? Hả? Không thích á? Không cần hả? Nhưng mà thôi vẫn cứ phải mặc. Quần áo này đẹp phết rồi. Đây của chú Quý cho đây à? Anh nói chuyện chậm quá, em thấy sốt ruột quá. Tập trung à? Tập trung nói trả lời nhanh, hỏi câu nào trả lời câu đấy, Cứ nghĩ giận mãi kiểu được một câu. Có thích uống sữa không? Có thích không? Để em mua, em để đây, uống dần. Đấy. Thế là thích ăn bánh mì hay ăn mì hay là ăn cơm hay thịt, nói rõ nào để em chuẩn bị nào. tập trung Hả? Bánh mì gì? Ăn mì, mì mì tôm gì? Hay mì trắng? tôm đấy. Mì trắng được cái gì? Ok. Em nhắc lại anh Mạnh nhá, lần sau là phải tập trung vào nhá. Nó hỏi gì Có hỏi biết nấu chú nước nào. lọc không? Mới xong rồi. Mất Vậy sau thì rồi mua, đi. có biết nấu không? Mai mua được cái. Thế khả năng bỏ cô. Đây cô Bùi về sao nhỉ? Đấy, cô. Ô. Cháu vừa về đây xong. Đặt cái bàn cho cô chưa? Cháu vừa qua xong. Đấy. Anh Mạnh đi đây ngồi mà. Đây Sao ngồi? Nào, tập trung vào. Ra cho bé được rồi. gái giữa sân. Hả? Về lại mua Thế có nhà vệ sinh không đi lại đi giữa sân à? Hả? Rồi đi vào nhà vệ Bảo sinh, bảo đi lặn đi vào nhà vệ sinh nhá, không được đi bệnh ở sân nhá. Khổ anh Quý thôi, anh dọn là khổ lắm đây. Đây. Biết chưa chú Hạnh, biết chưa? Đi vệ sinh đi vào trong kia nhá. Hả? Vệ sinh là đi trong kia nhá. Ok. Tập trung Nhà nhá. ỉa lung tung là em cho đi viện anh biết chưa? Ô, anh có biết nhà vệ sinh đâu không? Đi viện nữa thì chết. Hả? Mà Đi chết. viện nữa thì chết à? Thì chết. Thế thì ở đây Chết thì đi bây giờ ở nhà về vệ nhớ sinh. lưới đến. Hả? Vào để ý vào. Sao? Thì nhớ lưới đến lưới đi. Cái gì? Biết về đến đây. Thế có nghĩa là đi vệ sinh là đi vào trong kia nhá. Ăn uống là ngày ăn mấy bữa nhỉ? Hai bữa. Cậu ấm Hôm qua là trốn à? Anh Mạnh ơi. Cổng khóa mà vẫn trốn được. Hôm qua anh đi được nào ra ngoài? Anh chỉ cho em. Hôm qua anh trốn đường nào? Hôm qua anh đi được nào? Rồi. À, đi đường sắt này đi. Đi đường sắt này đi. Đi bờ ao hả? Đi lại xem ạ. Đi đường Không, rào thế ấy. là Hôm mình qua cứ lai mình bằng rào. xe máy từ trên đê về 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 đây. À, thế vẫn trốn được à? Ông men đường này là cũng kinh vậy, chắc chui ở đây à? Khiếp, rào như này mà vẫn chui được, thế thì chịu chết. Thế lại mượn cô Hoài ít thép gai vậy. Lại phải mượn. Thế thế. À, Mạnh ơi, Mạnh, mai em sắm cho cái chổi nhá. Anh ở đây quét nhà nhá. Có biết quét nhà không? Biết. Rồi, mai sắm là quét nhá. Gì? Ơi, đâu? Đấy, chổi ba bốn cái. Chổi này hôm trước anh em mình sắm ấy đúng không? Anh lúc ấy lên thần rồi. Đây, để bọn tí anh quét em xem. Không tự chủ được bản thân như chính bác nói rồi mà không về, ví dụ như chỗ họ mua cho lồng cơm điện đong cho gạo không biết tự cắm lấy cho mà ăn được ăn đi. Nó phải phải có người ở cả anh. Không tự chủ bản thân không làm. Hôm qua anh Quý anh xuống anh tắm cho nó bẩn lắm, anh ghét rồi ghét. Đây ở bệnh viện cũng thoải mái nước rồi, không tự chủ được không là cứ tắm như gạo được. Quần như mấy cái áo xanh mùa rét mùa đông họ mua cho đấy đủ đâu mất. Ông này ông có biết nấu Đây cả mì cái ăn túi không? Như thế này này. Ông này ông biết nấu mì ăn không? Bỏ ông ấy nấu thử biết. Ông lại đốt. Có tự nấu được mì ăn không? Ông lại đốt. Đây mua cho xoang nấu nhá. Mua xoang nấu bằng gì? Thử cho thùng mì với cả cho cái điện. Anh Quý xuống đây ở sát sườn thì Đúng nấu rồi. được. Không ở sát sườn là không một mình là tự chủ là chỉ có anh Quý là mang cơm một ngày hai lần. Ăn
ăn lên đấy. Ăn xong là quét chỗ này thu gọn góc kia nhá. Đấy hất hất xuống cái chỗ đất này này. Rác như là táo với cả đồ ăn này mà bắt xuống đây được, rác hữu cơ. Cái cây ra sống nó tốt. Đấy, quét hết ra đây. Xong rồi quét em xem nào. Cô để cho ông ấy làm để tôi xem mức độ đến đâu rồi. Hả? Mạnh, cầm chổi quét thử em xem. Uống sữa xong đi, uống sữa đất mà nhanh cho nó vứt đi, xong này thử làm, tập làm đi. À. Xong chưa anh Mạnh ơi? Ok rồi, vứt xong rồi. Rồi bây giờ vứt vứt hộp sữa ở đâu? Rồi xong làm gì nữa? À, ăn bánh. Mày phải cho ông ấy tập làm. Đấu người chứ mà. Đấu người ở cạnh. Lúc nào cũng có người ở cạnh ở đây. Hai người ở đây. Mày ơi. Em biết quét nào? Ngày xưa có quét nào? Có. Đâu quét thử gì rồi? Xem có biết quét thật không? Đâu, à, quét em xem. Rồi. Rồi, quét ra góc bên này. Đây. Đây, đây, cứ quét đi ạ. Quét thẳng ra đây đi. Lấy gì? Hoa ra. Rồi, mai sắm được ra. Ê, ra quét cái này đi. Còn hoa nó quét thẳng ra chỗ góc đấy. Đây, quét. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Quét hết ra một kia. Quét hết cả nơi nữa này. Nhìn này. Đấy. Hộp sữa này, hộp xiếc này, quét luôn này. Quét hất xuống đây. Đấy, quét hất xuống cái bãi đất đấy. Rồi. Từ từ rồi. Mày cả lăng mình đi ông làm này, bác sĩ. Ông này có khi là mày... Mày cả lăng mình đi làm bác sĩ. Ừ. Nếu mà chăm mà biết cách hướng dẫn này, ở đấy. Được rồi đấy, cô Bùi ạ. Ừ. Rồi. Được đấy. Không biết quét đấy. Ồ, sạch sẽ luôn. Ồ. Rồi. Đó. Cất chổi lại vào chỗ cũ. Ôi, được anh nhỉ. Sắm cho cái siêu điện với cả ít mì là được. Siêu điện. Ông bảo ông thích ăn thịt băm, còn cá ông không biết ăn hóc của. À? À, không có điện đâu. Tháo đồng hồ rồi á? Nhìn đồng hồ không có. Để bắt cơm đổ đây, tí bỏ đi, lần sau không. Thế đi. Bảo họ mắc điện thôi cô ạ. Vì sau này mùa hè bật quạt, mùa đông không, vứt đi. Cần thiết phải lắp điện sửa. À, cháu biết lắp mấy cái linh tinh, mai hoa ấm mới. À, phải đồng hồ cháu không lắp được. Tức là ở trong đây thì cháu lắp được, còn đồng hồ nó phải là thợ điện nó mới có đồng hồ nó lắp. Cháu không lắp cái đồng hồ được. Đấy. Sau là ăn đồ hết đúng không? Rồi ra xong ra. Đấy, đồ thừa thì đấy ra rửa bát đi. Ra rửa bát đi. Nào, đi ra rửa bát. Hai cho can được quýt à? Chắc hàng xóm cho. Ai cho? Chú công cho à? Tí rửa sạch cho mà ăn đi. Nào. Nào nào. Nào nào nào. Để bắt lên đây. Đâu có cái lấy tặng cái sau này được rồi. Lấy gáo búc ra rửa em nào. Đây có à? Cô đừng rửa. Cô để đấy. Không có rẻ nữa. Đầy đủ luôn. Cái này em bảo lại. Những cái này này. Anh mà rửa này mà vãi ra sàn là rất bẩn. Rửa ra cái phải khuấy. Xong đổ cây. Okay. Cho cá được cơm mà. Ừ. Ra ngoài kia đổ, không đổ ở sân ra bẩn. Đổ cây. Okay. Đổ xuống cho cá. Tập trung vào đi nhanh nào. À. Mạnh. Đổ một cái. Thìa nhá, cẩn thận mất thìa đó. Có cái thìa ăn bỏ ra ngoài đi. Bỏ thìa. À, hất xuống.
Ôi, rồi, cá đấy, luôn. Cá ăn luôn. Đúng rồi. Ôi, sạch sẽ luôn. Ô, thế là ngon rồi đấy. Biết rửa bát, biết nhà là ok đấy. Cho thêm cái siêu điện nữa là ngon. Mai kia cho mày có mì siêu điện nhá. Ờ, đấy, rửa thêm nước nữa sạch đi. Có biết pha mì ăn không? Hả? Ôi, mai kia sắm được cái rẻ. Tốt. Rửa nó sạch. Mai thôi để ra bát đấy, sau có rửa, có nước rửa bát thì nó sạch hơn. Vì cái ấy là nó cũng đang bám cơm từ mấy ngày ấy, nó cứng rồi. Để cho nó ngâm đã. Đây, để bát xuống đây. Đây, để cả bát ở đấy. Thôi, tí mai rửa. Đấy, vứt rồi đấy. Rồi, sao? Rồi, vào nhà đi. Rồi, rửa tay à? Sạch phết. Lòng nhau với quần mang nhau mới mặc. Mặc cái quần dài chặt, rất là chặt, béo. Béo. Rồi ăn nốt cái bánh mì đấy. Đấy, ăn nốt cái bánh mì đấy. Rác mà túi bóng nhá. Rác túi bóng vứt một góc anh nhá. Rác túi bóng vứt trong nhà kìa. Nhá. Các cái trong nhà xong rồi cuối ngày mang ra góc kia một vứt này nhé. Nghe tiếng không? Nghe tiếng. Còn cơm như là gỗ cây không, của chúng ta còn túi bóng vứt góc sân trong nhà nhé. Ok. Này em mẹ hướng dẫn mấy lần là quen. Các cái ớt nhất là tí vứt ở gốc cây mà và vừa vứt gốc cây luôn. Không vứt ớt. Ớt này. Nó vừa qua. Cái ớt này vứt gốc cây đi. Thích ăn à? À thích ăn rất là. Dạ. Rồi. Để bóc cho cái hạt điều để ăn nhé. Anh Mạnh ăn hạt điều còn sướng hơn cả đại gia hạt điều VIP. VIP Pro luôn. À. Tí ăn vặt nhá. Nghe tiếng không? Đây sữa để đây nhá. Đấy. Đấy sữa đây vứt đây. Thích thì uống. Rác vứt lóc sân thì mấy hôm đi dọn một lần. Có áp đây. Có áp. Hình như là chỗ này là không có đồng hồ. Có áp nhưng mà có đồng hồ hay không thì để đồng hồ chắc là thợ người nó thu được đây. Tên là chương này. Chương là con trai nhà chú họ. Thế nhà đây nhà anh Mạnh đang ở. Vâng, đây là tên là. À không có đồng hồ à? Đây. Mất đồng hồ rồi, bây giờ cắm vào, có đồng hồ là cắm vào thôi. Đây đây. Có đồng hồ. Đấy, phải liên hệ với cả ấy. Liên hệ với cả bên điện của nó lắp xong rồi. Cháu có đầu tư cho ổ cắm đấy cả, không biết. Mùa hè thì lắp một trần, còn mùa đông thì lắp điện sửa ấy. Đúng không? Thế còn cái chỗ kia thì một là có mấy cái cành rào phi đấy, hai là cháu lấy thép gai cháu chăng vào được. Nhưng mà tạm thời hôm nay là mình phải cho cái mấy cái que rào vào đó. Mấy cái bụi tre kia là không được chặt. Nên mấy cái cành que nào khô khô nhặt ở đâu ném vào. Vâng. Vâng. Thuốc này hơi chậm. Thế đã, sau bây giờ mình thống nhất là lắp điện. Đấy, lắp điện và mua cho một cái siêu điện cho ít mì. Đấy, để lúc nào thích thì ăn. Đồng hồ tháo rồi. Lắp điện, lắp quạt trần. Thế còn mùa đông cho cái điện sửa ấy, thế là xong. Đấy, thế là mát rồi. Thế là mát. Cứ cắt chén là chén thôi, ở sạch sẽ vào. Sạch sẽ rồi. Căn nhà là biết cắt rồi ấy. Biết chưa? Có biết pha mì không? Mai hướng dẫn lại nhá. Ok.
đồng đội đấy. Được đấy. Thôi thì em về nhá. Ừ, em về đây. Về nhá. Mạnh mạnh biết ai đây không? Đấy, thế thì quên. Ai? À, thế à, đúng rồi. À, biết tên là tôi. Biết tên rồi. Bắt tay lại. Chữ rồi. Làm được, nhưng mà phải... À, hôm nay là... Đâu vẫn còn răng nữa. Đâu rồi, ăn bánh mì. Mày ơi, nhai đầy bánh mì cho mồm ấy. Uống nước đi. Uống nước, uống nước không? Uống nước đi em xem nào. Đâu, uống nước anh uống kiểu gì? Tao, bình nước này. Đó. Cốc này. Đến lúc phải về rồi. Nước, đó. Lấy nước anh uống đi, cho quen. Uống nước em xem nào. Đấy, cốc đây, bình nước đây, vặn ra xem nào. Có biết đúng không? Nào. Mở, mở, mở van nước nào, rót em một cốc nào. Mở ra. Anh có uống chè không để em bảo anh đi pha không? Ok mà. Biết là mới lấy nước đầy đủ mời luôn đây. Để luôn đây. Thôi, ok nhé, em về nhé. Qua nhé. Thôi hai cháu về nhà cô qua nhà cô nhá. Đây là ảnh nhà. Ôi ơi, chú Quý là bị nó lừa đấy. Chú Quý với cô. Đây là suốt ngày ông chú ở nhà ấy. Đây là cái này là nó chụp ảnh chú Quý xong rồi nó lắp cái mặt chú Quý vào người thằng khác. Và đây là cái khuôn mặt của thằng khác, nó chỉ lắp cái này. Nó chỉ lắp cái này vào người thôi, nó cắt đầu lắp vào. Đây mặt của cô có phải như này đâu. Cô là lệch vuông. Mặt của cô là như này này, cái mặt này của bà người khác nó lấy mỗi đoạn này của cô lắp vào này. Đấy. Chán chết cô. Khốn nạn thật. Thằng thợ ảnh này chẳng có tâm chó à. Vâng, cô ăn thả chi. Cô đóng cái số tài khoản. Vâng, cháu mời ngay. Số tài khoản hả? Zalo hôm nào cô gửi cho cháu này. Đấy xem gần đây là. Cháu mời các bác nha. Mùi Techcombank à. Cái 182129 đấy phải không? Về về bên đây hả? Để okay. Cho tôi xem kỹ xem. Thôi. Thì cho bắn bao nhiêu cho bắn được 10 triệu thì bao nhiêu chảy? Rồi cháu chuyển. Rồi thôi bây giờ tốt nhất là như thế này cho ạ. Bây giờ cháu cứ tài trợ cho mẹ. Cứ làm nhưng mà làm này chắc chắn một tí. Cứ cắm cọc có mũi khoan bê tông cắm cọc không rào với dốc gai đến tận nối cái chỗ nhà ấy. Cháu gửi tiền xe với tiền thuốc lên nhá. Được chưa? Cô cháu cẩn thận quá. Được chưa? Được rồi. Đấy, xong rồi. Thế còn cái tiền cái cọc đấy thì trước mắt cô cứ chặt chặt cái tre cô vứt vào ấy đi. Đấy, cô cứ để. Ăn đi cho cô vui lòng. Ăn đi. Chín đi. Cô cứ chặt cái tre cô vứt vào cái góc đấy. Xong còn chiếc vai để cháu may kia cháu tiện qua cháu cắm. Đấy, còn anh Mạnh thì để mà như người bình thường rất là khó, nhưng mà cháu thấy rằng là nếu mà hướng dẫn được thì anh cũng cơ bản là một người cũng đầy đủ nhận thức đấy, có nghĩa là có thể là tự ăn uống quét dọn rồi vệ sinh cá nhân nhưng mà cần phải hướng dẫn đấy. Và đen cho là anh Mạnh là chú Quý thì cũng không nhanh nhẹn đấy. Bây giờ cô tình hình gia đình nhà cô như thế này. Ừ. Cô thì phải đi làm công nhân rồi. Đúng rồi. Như nhà mình bắt ra trang trải cả một cuộc sống gia đình này. Ừ. Bây giờ thứ nhất là chú Mạnh, xong lại còn cái thằng cu quyền, nó cũng đâu đi rồi, xong rồi chú Quý là cũng đâu. Cô cái gánh nặng cả một cuộc đời của cô là không còn cái gì mà chút vào cái gia đình này rồi. Từ bố mẹ cha sinh mẹ đẻ cho ăn rồi đi chậm để riêng bao nhiêu tích góp vào gom mua được cái số đất ở đây. Đó. Thì là sinh cơ lập nghiệp là ở đây, nhưng lấy chú Quý là thực ra là cũng từ hai bàn tay trắng, bốn bàn tay trắng bắt giặc cũng chẳng có một cái sự gì hết. Vâng. Thôi được rồi, thì cháu trao đổi thế cho anh Mạnh với anh Đen, chú Quý thì cũng không nhanh nhẹn, không hướng dẫn được. Thì anh em nó thỉnh thoảng qua hướng dẫn thì cháu nghĩ rằng dần dần thì sẽ ổn thôi. Đấy. Trước mắt cho anh ấy tự lo cuộc sống cá nhân.
vất vả nhất là bây giờ là chỗ cô ngồi chú Quý. Cô đi làm công nhân thì một ngày chú Quý chỉ còn là nấu đưa được 2 lần cơm. Nó cũng xuống bảo em tắm giặt nhưng mà xong thì vào cùng về lại khóa cửa lại, chứ bây giờ mà để cho chú ở đấy cũng được thôi. Nhưng mà bà thím thì cứ bảo là nhà bác thế này thì bác không cho anh Quý ở, lại đi đuổi đi xuống ở như thế. Cứ ở đấy nói thế. Chẳng ai nói anh em là phải chăm nhau đấy, anh em phải chăm nhau đấy. Vâng, nhưng mà cho chú ở đấy được, ở tạm thời gian đầu cho hai anh em ở với nhau cho quen cái nếp sống ăn uống giấc các thứ, cho chú ở tạm một vài tuần được. Cô chú về mời người ta, cô phải đi làm công nhân ấy mất 10 hôm cũng phải chăng gần tí một đấy. Cũng chậm chậm thì chậm chả khác gì những tướng mạnh, nhưng mà nghiệp chướng cho nghiệp đèo nghiệp đấy cho. Thôi thì các cháu đi làm công việc này thiện nguyện như này cũng là tốt và cái phúc sau này cho con cho cháu và đời sau này. Vâng, dạy rằng nhân quả ba đời việc không nhỏ đâu cho bạn đấy. Vâng, cô có biết là nghiệp chướng nghiệp đèo nghiệp nghiệp đâu đến đâu đến. Thân bất tâm bất không sung sướng gì đâu. Thôi mình cố gắng thôi, biết sao rồi. Đây cháu nhìn cái gia cảnh như thế này khổ lắm. Gồng gánh cả một gia đình nặng lề như thế. Bây giờ một cây tre dù có gốc, cả cành, cả lá vác thì không thể vác nổi. Chặt ra dốc lá, dốc cành, chặt ra từng khúc một thì có thể là vác được. Yếu rồi. Đấy, bây giờ một mình cô vào đấy, bà con gái bây giờ các cụ ví là trai khơi tay không cũng không phải ăn mày vợ, gái 8 vạn ngàn tư cũng phải vẫn phải ăn mày chồng. Cho nên cô nghĩ thì cô khổ lắm. Bây giờ lương công nhân của cô tháng thì đã trả cho cháu, cho xem cái bảng công. Cháu xem lương cô làm gì? Vâng, có 4.8 triệu. Nhưng mà cô cũng rút rồi thì chia ra cho mấy đầu người là tiền điện, tiền đóm, tiền nước sạch, tiền cỗ, tiền bàn, chi phí các kiểu. Thôi động viên cô vậy thôi. Thì nếu mà cho chú ở cùng 1-2 tuần cho anh Mạnh anh quen thì mình đỡ mất người trông. Thế còn sẽ có nhiều người giúp đỡ anh Mạnh hay qua kênh Minh Nha Quy này, thì cháu sẽ để cái số điện thoại của cô Mùi. Chẳng nhận bây giờ cô xuống đây cô ở với chú ấy. Nghe thì nó không hợp lý đấy, thế trong đấy cháu nó lấy cái mà cháu làm cho cô làm cái gác sắt nhỏ nhỏ một phòng, có sẵn cô lên tới trên cái tầng giữa sân cô ở cô trông được, cô đi ăn rồi đi xe máy và cô phi thẳng vào đây cô lố lứa một cắm là cho ông sang đây cũng được nhỉ, hay là cho ông Mạnh sang đây, cho Mạnh sang đây nhưng mà sang đây làm mới được con đây không giường này, ông lấy cái này cô chú ở đây đúng không, hợp lý cái này cô quèn nó lại về quên nào. Bao giờ nó về? Mấy giờ nó về? Lúc nó về thì lại tính lại cho Mạnh sang kia. Cháu tài trợ cho chú xây chú ra nhà đây vậy, đón chú về đây vậy. Đây. Ở dưới ấy cứ cái hả? Đầu nhà thì cô đây này vẫn còn tí đất đấy. Nó không hợp lý. Ừ, làm di động được mà nhưng mà không hợp lý, làm bao nhiêu đâu 5-6 triệu làm cái khung phát là xong, mà nó không hợp lý ở đây kia có một cái giường này có thể cho anh Mạnh ở bên này, cô bên này, trong thằng cu bên trong, hoặc là cô chú ở trong anh Mạnh ở đây thằng cu ở đây, đấy, còn thằng Quyền về thì lại cho anh Mạnh về nhà cũ để cho anh đi đấy, đi đưa cơm đi cho cũng được. Đất của cha cụ kỵ từ trước giờ vẫn để lại thì cũng còn chú là chú ấy bán hết rồi, bán Tàu bán Việt bán hết rồi thì còn mấy chỗ đấy là chú ở đáng là mấy thước đúng không, chú quanh mét vuông chỗ đây 3 thước rồi hay 2 thước ăn đi. Thôi thế đi. Cháu qua trao đổi cô vậy thôi, đấy, anh em cháu về làm việc thôi, còn nào tiền cháu lại quay trước mắt thì cô vứt mấy cành kia đấy đó, còn theo gai nhỉ không tới cho đến nó bắn sắt cho nó đấu vào rồi xong. Lúc nào cháu nhắn tin cho cô là cháu có khoan này, lấy hàn nó. Không mà còn xem đường điện đi. Cô bảo luôn cái thợ hàn nó nọ thì nó khoan nó làm cho cô. Đây có khi cho Mạnh ở trong đây được không? Cho đây. Đồ cô cứ để xuống đây cái đây này. Cháu về đây cô nhé. Cháu về đây cô ngồi đây. Vâng.